Ta là Lục Nguyễn Nhi, năm nay 19 tuổi, gia phụ Lục Thập Tam. Từ nhỏ đã là bạn thâm giao với nhà hoàng phủ, đính ước với nhà hoàng phủ. Gia cảnh sa sút rời xa kinh thành, phụ mẫu đã mất không nơi nương tựa, cho nên thực hiện hôn ước với nhị công tử Hoàng Phủ Diệu, nhà phiêu kỵ tướng quân. Từ ngữ sách nát gì đây, khó học thuộc quá. Lục Thị Quyến Nhi, năm nay 19, nhan sắc tuyệt trần, mỹ mạo như tượng tạc, tính tình thanh cao như băng, sáng như ngọc. Hôm nay ngày lành tháng tốt, kết thành lương duyên, phu thê hòa hợp, tương thân tương ái, hai người đồng lòng, gia đình viên mãn, nguyện mãi kết thành đôi thần tiên, cùng thề ước trước một đôi quyên ương. Công tử, chúng ta phải tiến về phía trước rồi. Ừ. Chờ đã. Thượng gia. Đi, tránh ra đi mau. Không may mắn, không may mắn. Lão đại, đã chiều rồi, một chiếc xe chở cũng không thấy. Còn tiếp tục như vậy thì các huynh đệ đói mất. Đoàn lễ vật sinh thần, phiêu kỳ đại tướng quân đương triều tặng cho hộ bộ thượng thư, sao có thể sai thời gian được. Tất cả nghe cho kỹ đây. Hôm nay chỉ được thành công, không được thất bại. Yên tâm đi lão đại. Rõ rồi lão đại. Lão đại, cô nói xem, từ sau khi lão trại chủ qua đời, đã bao lâu không thấy vụ nào lớn như vậy rồi. Hôm nay nếu mà thành công, hôm nay nhất định phải thành công. Các huynh đệ quay về, thịt con heo để chúc mừng. Cô đích thân xuống bếp thế nào? Cảm tạ lão đại. Nếu đã như vậy, tất cả mọi người không được manh động. Nghe lời của ta, chờ ta hạ lệnh, ác phải gom con xe đồ tốt này vào túi. Yên tâm đi lão đại. Yên tâm đi. Tới rồi. Đại chủ ơi, ơn thu nhận của người dành cho đại quyển, cả đời này khó mà báo đáp được rồi. Người giao lão đại cho ta, ta không bảo vệ được cô ấy. Không không khóc, người tiếp tục khóc đi. Người ta mạnh khương nữ còn có thể khóc đổ được trường thành. Người khóc đổ một cái phòng củi không phải là vấn đề. Người có thời gian rảnh như vậy, còn không bằng suy nghĩ, chúng ta làm sao trốn ra ngoài. Lão đại, chúng ta liệu có chết ở đây không? Người chúng ta đắc tội là đại tướng quân đấy.
Không, không có đâu. Bạch Dương Phương ta tuổi còn trẻ lại dung mạo như hoa như ngọc, vụ làm ăn thấy máu nào mà chưa từng làm, sao có thể đổ mình ở cái nơi rách nát này được chứ? Vậy lát nữa nếu như có người thẩm vấn chúng ta xin lỗi người ta, nhúng mình. Ta không muốn bị chém đầu đâu, ta sợ đau lắm. Cha ta trước kia dạy ngươi như thế nào quên cả rồi sao? Có như vậy mà ngươi đã sợ như vậy rồi? Lão đại, ta đói. Chờ quay về trại, ta nhất định phải ăn bữa ngon. Ta muốn ăn chân giò hầm tương, cơm ôm tương cà, cá lù đù vàng, rán giòn, tốt nhất là thêm bình rượu vàng thượng hạng. Vậy thì còn phải có ốc dặn xào tỏi, thịt dê cắt miếng. Tướng quân, thổ phỉ của Bạch Sa trại đều đã xa lưới, xử lý ổn thỏa cả rồi sao? Đều theo sự dặn dò của ngài xử lý xong xuôi rồi. Bây giờ chỉ còn sót lại hai kẻ chủ mưu này thôi. Được, tốt. Theo ta đi gặp Bạch Dương Phượng này. Ai vậy? Ông trời phù hộ. Ông trời phù hộ. Tốt hơn so với tưởng tượng. Khá đấy. Lão già chết tiệt kia, muốn đánh thì đánh, muốn giết thì giết. Có bản lĩnh thả chúng ta ra rồi nói. Điêu nữ to gan, gặp phiêu kỵ tướng quân hoàng phủ bá là dám vô lễ như vậy, còn không dùng đại lễ ý kiến. Xin chào tướng quân. Tên họ Hoàng kia, hôm nay rơi vào tay các người, coi như ta giận đen. Bạch Dương Phượng ta một mình làm một mình chịu. Đoàn xe lễ vật sinh thần của ông là ta hạ lệnh cho các huynh đệ cướp. Chủ ý là của ta, lệnh là ta ra, họ chỉ là phụng lệnh hành sự thôi. Cho nên ông có việc gì thì cứ nhằm vào ta, đừng có làm khó các huynh đệ của ta. Hơi thú vị đấy, có chút gan dạ. Bạch cô nương e là có hiểu lầm gì đó với chúng ta. Lần này chúng ta tới đây không phải để hỏi tội các người, mà là có chuyện quan trọng cần thương lượng. Một kẻ làm quan như ông có gì để mà thương lượng với một kẻ cầm đầu thổ phỉ như ta? Tiểu nhi Hoàng Phủ Diệu tuổi 20, đúng độ tuổi bàn việc cưới sinh. Nếu ta muốn cô làm phu nhân của tiểu nhi, có coi như là có việc để thương lượng không? Hả? Nhị công tử, đây là thiệp công bộ thị lang Lý đại nhân sai người đưa tới, không nhận. Nhị công tử, không phải là tiểu nhân nhiều lời. Công tử đọc nhiều thi thư, tương lai nhất định sẽ ra làm quan, vì sao không kết giao thêm vài thanh niên anh tài vậy? Công bộ thị lang, người này mục đích kết giao không đơn thuần. Nếu như ta nhận tấm thiệp này, há chẳng phải khiến phụ thân khó xử? Là tiểu nhân sơ suất rồi. Phụ thân có về phủ chưa? Tiểu nhân đang định báo với công tử đây. Lão gia mời công tử tới thiên sảnh nói chuyện. Đại công tử đã chờ ở đó, huynh trưởng cũng ở đó. Phụ thân, huynh trưởng, có chuyện gì tìm con? Ngồi đi. Còn chẳng phải vì hôn sự của đệ, mấy bài văn chỉ ra vấn đề xã hội của đệ lưu truyền rộng rãi ở kinh thành. Hiện giờ đệ chính là người được lựa chọn làm cô gia thích hợp nhất trong mắt các đại thần, mình thì được nổi trội, hại phụ thân lo lắng cả đêm vì chuyện này. Chuyện này chẳng phải phụ thân đã giải quyết rồi sao? Phụ thân trước giờ ứng xử thận trọng để không đắc tội với vị thần tử nào. Đã nói dối rằng đệ đã có hôn ước với một vị cô nương tên là Lục Quyển Nhi. Phụ thân chẳng phải cũng đã tìm một cô nương không có hộ tịch, không cha không mẹ và không mấy người biết sao? Hôm nay ta đã đi gặp cô gái đó, quả thực là người được chọn tốt nhất để giả mạo Lục Quyển Nhi. Nhưng mà cô ấy tướng mạo xấu xí, hơn nữa còn ngốc nghếch. Nếu như thật sự cưới cô ấy về, e rằng sau này không cách nào ly hôn được. Chuyện hôn sự cứ nghe theo phụ thân sắp xếp cả. Nếu như cô gái này bằng lòng gả cho đệ thì chính là ân nhân của nhà hoàng phủ ta. Nhị đệ, tiểu nữ Nhạc Thanh Nhu, nhà Nhạc Đức Nho, Nhạc đại nhân cùng đệ trưởng thành đó, đệ thực sự không tiếc nuối sao? Nhạc đại nhân giả tâm rõ ràng, liên hôn cùng họ thực sự không phải là hành động sáng suốt. Hơn nữa đệ và Thanh Nhu chỉ là tình cảm huynh muội, không có gì khác.
Mục Nhi. Dạ. Cô không nói với Nguyên Quân chứ? Cô ấy chỉ là một người phụ nữ, hiểu cái gì chứ? Vậy thì tốt. Chỉ là tình hình của cô ấy thực sự ủy khuất cho con rồi. Nhi tử trước giờ không đặt chuyện tình cảm nam nữ trong lòng. Bất kể người này xinh đẹp hay xấu xí, thông minh hay ngu dốt, đối với con mà nói đều là như nhau. Cho nên ông không muốn con trai bảo bối của mình lấy một cô gái vừa xấu xí vừa ngu dốt. Nhưng mà ông cũng không tìm được người nào thích hợp. Vừa hay khéo là ta rơi vào tay của ông, lại vừa hay ta lại dung mạo qua nhường nguyệt thẹn. Vừa khéo là chúng ta làm thổ phỉ thì không có hộ tịch nghiêm chỉnh. Chính là vừa khéo như vậy cho nên bảo ta làm con dâu của ông. Đúng là như vậy. Bà Dương Phượng ta từ nhỏ sinh ra và lớn lên trong ổ thổ phỉ, cuộc sống nguy hiểm mọi lúc, lại còn có thể chim sẻ biến thành phượng hoàng. Loại chuyện tốt như vậy đương nhiên là không theo. Điêu nữ nhà cô lại dám trêu đùa chúng ta. Người nói năng kiểu gì vậy? Ai trêu đùa với các ngươi? Chẳng phải thương lượng sao? Bà Dương Phượng, ta không thương lượng với cô. Đây là uy hiếp. Cô không nghĩ cho mình, cũng nên suy nghĩ cho mấy tiểu huynh đệ của cô chứ. Bà Sa Trại đã bị phá rồi, tất cả huynh đệ của cô đều ở trong đại lao. Họ sẽ ra sao đều trong ý niệm của cô. Nếu đã uy hiếp thì ông còn thương lượng cái rắm gì nữa. Xem ra người của Bạch Sa Trại đều là thân lừa ưa nặng. Người đâu? Có thuộc hạ. Ở đây có thịt kho đông pha, gà nướng đất sét, lòng xé, lạc ngâm hoa tiêu, còn có thịt dê nồi đất. Đồng ý hôn sự được ăn ngay lập tức. Lão đại, cô nghe theo đi. Hoàng công tử đó vừa có tài vừa đẹp trai lại có tiền. Còn lão đại cô như vậy, người đàn ông như vậy hiếm khó tìm đấy. Biến đi. Tên họ Hoàng kia, ông giết quách ta luôn đi. Nhưng mà Trần Đại Quyển là vô tội, ông thả hắn đi. Biết được bí mật của nhà Hoàng phủ ta, cô thực sự cho rằng hắn có thể sống mà rời khỏi đây sao? Ông lão đại à, cứu ta. Ta không muốn chết. Ta đồng ý với ông. Vậy thì đúng rồi đấy. Thịt gà này có hơi khô. Nếu mà thay bước nước chần sửa thành chân, chắc sẽ cải thiện không ít. Đầu bếp của phủ tướng quân các người cũng chỉ được như vậy thôi sao? Xem ra Bạch cô nương còn tinh thông nấu nướng. Không chỉ tinh thông nấu nướng, tài nghệ nấu nướng của lão đại chúng ta trên đời không ai địch được. Phải rồi, chuyện thành thân ông nói trước đó, ta còn hai điều kiện. Mời Bạch cô nương nói. Ông lập một chứng từ cho ta. Thứ nhất, ông bắt buộc phải đối xử tử tế với tất cả huynh đệ Bạch Sa Trại của ta. Chờ sóng gió qua rồi, ông thả họ ra. Thứ hai, ta cũng không thể cả đời dành cho phủ tướng quân các người. Chờ thời cơ chín muồi, ông hãy bảo tiểu tử nhà ông viết giấy hưu thư cho ta, trả lại tự do cho ta. Được. Lấy giấy bút. Vâng. Chờ đã. Trắng nõn nà như là véo ra được nước ấy. Khá lắm, lão già không lừa mình. Nguyên Quân, lão đại, lão đại không hợp lễ nghi đâu. Mau bỏ xuống. Mau dìu tân nương vào trong. Đi nào tướng công, chúng ta đi thành thân nào. Ngốc nghếch, xấu xí sao? Thúy Nhi, em nói xem, ta có đẹp không? Tiểu thư phong thái thần tiên, đương nhiên là đẹp vô cùng. Vậy, so với Lục Nguyễn Nhi thì sao?
Đương nhiên là tiểu thư hơn rồi. Tiểu thư không phải là Thúy Nhi nhiều lời đâu. Thanh niên anh tài ngưỡng mộ tiểu thư ở kinh thành chẳng biết nhiều cỡ nào. Là hoàng phủ công tử không có phúc phận này thôi. Hoàng phủ công tử đã thành thân rồi, tiểu thư chỉ bằng buông xuống thôi. Ta ác sẽ có cách khiến hôn sự này không thành. Diệu ca ca, cô ấy chỉ có thể là của mình ta. Chúng ta mời tân nhân cùng uống rượu hợp cẩn. Từ nay lâu dài bền lâu. Có rượu à? Được đấy, lấy rượu tới đây. Đã vất vả cả ngày rồi, ta còn chưa được ăn gì hết. Nước còn không cho uống một ngụm. Chà, nói xem như vậy là thành thân hay là hành hình đây? Tân nương mới tới, e là chưa hiểu tập tục thành thân ở kinh thành. Tân nương phải chờ sau khi động phòng mới được ăn. Vậy lúc nào thì động phòng? Mau lên đi, đừng có lề mà lề mề. Lễ xong, đi thôi, dọn mấy thứ này đi. Đại tẩu à, như vậy chàng đi đâu vậy? Tiền sảnh với cô già khách quý thân thích bằng hữu, muộn lát nữa sẽ quay lại. Ngày đầu tiên vừa mới gả vào nhà hoàng phủ thì đã không nỡ xa tướng công sao? Em dâu yên tâm đi, nhị đệ còn thêm cánh vào chạy được chắc. Ai không nỡ xa hắn chứ? Diệu ca ca, Diệu ca ca, mối hôn sự này không phải là mong muốn của huynh đúng không? Lệnh của cha mẹ, lời của bà mối, lễ đã xong thì chính là thê tử của hoàng phủ Diệu ta. Huynh biết điều ta muốn hỏi không phải là cái này. Huynh và muội từ nhỏ lớn lên bên nhau, thanh mai trúc mã. Muội biết huynh chưa từng có hôn ước gì. Mối hôn sự này là hoàng phủ ba bá ép huynh đúng không? Nếu đã bị ép thì huynh có thể phản kháng mà. Chúng ta chuyện của nhà hoàng phủ đương nhiên không để người ngoài biết. Nhưng mà nữ quyến đều đang dùng bữa ở phòng khách. Nhạc cô nương, đừng đi theo nữa. Nhạc cô nương. Thanh Nhu, chờ đã. Tay áo cô bẩn rồi. Đa tạ hoàng phủ công tử nhắc nhở. Phụ thân, con còn có việc muốn hỏi người. Chuyện gì vậy? Tân đương này dường như không giống lắm với miêu tả trước đó. Hóa ra là chuyện này sao? Là như vậy. Nhà có tiền quả thật là khác biệt, phô trương thật đấy. Áo cưới này ba lớp trong ba lớp ngoài, bí quá làm người ta không thở được, nóng chết đi được. Mình làm sao thế này? Tim đập nhanh. Không không, chắc là do mình đói quá thôi. Nhà hoàng phủ chết tiệt này lại không để cho tân nương ăn gì hết. Ta đường đường là trại chủ Bạch Sa trại, sao có thể chết đói ở đây được? Nước cũng không có. Tổn thọ quá. Lão đại, không được ra ngoài đâu. Gì vậy chứ? Giam lỏng tân nương sao? Ngươi đi tìm ít đồ ăn cho ta, nước cũng được. Bây giờ ta vừa đói vừa buồn ngủ, còn khát nữa, giống như là trúng thuốc mê vậy. Ta cũng đâu biết ở đâu có nước và đồ ăn. Mà hơn nữa, tướng công giả của cô chẳng phải nói là lúc động phòng mới được ăn vào mà. Ta mặc kệ mấy cái quy tắc của hắn.
sau này ta chính là thiếu phu nhân của phủ này. Lời ta nói chính là quy tắc. Này, trời ạ, lão đại, mạng của chúng ta còn nằm trong tay lão già đó. Nhịn một chút đi nhé. Nhịn một chút gió yên sóng lặng. Nhịn một chút. Càng nghĩ càng thấy tức. Này, không có được đâu, không được đâu. Đại quỷ, ngươi mặc kệ đi. Tôi hỏng rồi, tổn thọ quá. Đường đường là phủ tướng quân, tới miếng ăn cũng không có. Muốn đói chết mình sao? Nước chắc phải có một ngụm chứ. Nào đâu. Nào đâu. Cảm tạ các vị. Nào mời. Nhạc đại nhân. Nào nào. Nào. Xin mời. Chúc mừng, chúc mừng nhé. Tốt, tốt lắm. Thông thả nhé. Nào nào. Nào. Cảm tạ các vị tới dự. Đầu bếp Triệu có thể bắt đầu được chưa? Ta còn muốn hỏi ngươi, đại phu nhân làm sao vậy? Sao còn không sai người mang gỗ hoa lê đặc biệt dùng cho món thịt heo nướng hương lê tới? Ta đã chuẩn bị xong cả rồi, chỉ thiếu củi của người thôi đấy. Ta sẽ đi hỏi ngay. Đi mau. Các vị, mọi người đừng xem như người ngoài. Mọi người ăn ngon uống ngon. Ăn ngon uống ngon. Nguyên quân, Chu Nguyên quân. Tướng công. Tướng công có chuyện gì vậy? Thì cứ của phủ tướng quân sao có thể lề mề như vậy? Đâu biết Triệu nói cái gì mà gỗ hoa lê, vì sao còn không sai người mang tới? Chuyện này không trách thiếp được. Chỉ vì ta không muốn nghe nàng giải thích. Trong vòng một cây hương không nhìn thấy gỗ hoa lê, ta hỏi mình nàng đấy. Sao vậy hả? Ta không đích thân đi thì ngươi làm gì cũng không xong. Ma. Ngươi, ngươi là ai vậy hả? Áo cưới. Ngươi, ngươi chắc không phải là vị thiếu phu nhân chứ? Ngươi có gì ăn không? Bẩm nhị thiếu phu nhân, tiệc cưới ngày hôm nay lão gia đã mời đầu bếp Triệu biểu diễn thịt heo nướng hương lê. Tất cả thịt phẩm đều mang tới tiền sảnh rồi. Bây giờ chỉ có tiền sảnh là có đồ ăn được. Tiền sảnh nhưng đều là sống cả. Sống sao? E là không thể. Nhị thiếu, nhị thiếu phu nhân, người không được, người không được qua đó. Mau đỡ ta dậy. Phủ đại soái thành thân quy tắc gì vậy? Tương đương lại có thể đi tới tiền sảnh. Chuyện này ngơ ngác cái gì? Lấy bát đũa của các người qua đây cùng ăn đi. Đây chính là thê tử để cưới, lại dám ra vẻ ta đây ở nơi như vậy. Ta cảm thấy rất tốt mà.
Nhìn bộ dạng chưa thấy cảnh đời của các người, chắc không phải tới lẩu cũng không biết là cái gì chứ. Lục Uyển Nhi, cô uống nhiều rồi có phải không? Ngày đại hôn ở đây sao có thể để cô làm càn? Thật thông minh, sao ngươi biết tao uống nhiều rồi? Mặc dù ta chỉ uống có một ly, nhưng mà không biết sao có cảm giác uống say. Cô ăn đi. Cô không thể bảo bao nhiêu người đứng đây cùng ăn trong một nồi chứ, cũng làm nhục người có học quá rồi. Nhưng mà ngửi mùi thơm quá. Ăn nhiều vào. Nhị thiếu phu nhân, món này là cô học ở đâu vậy? Ta nói ra chắc chắn ông không tin. Trước khi tới kinh thành, ta ở Ba Thục. Phải nói là phu nhân ta không uống được rượu. Ta đưa nàng lui xuống nghỉ ngơi đã. Đi nào. Nhạc đại nhân, vợ chồng tình cảm mặn nồng, rất tốt, rất tốt. Mời ngồi, chúng ta tiếp tục uống. Nào nào. Lão đại à, tướng công trại chủ. Ngươi còn không ra ngoài sao? Tướng công à, chàng đẹp trai thật. Trại chủ nhà các người vì sao lại như vậy? Dựa vào kinh nghiệm của ta cho thấy, trong rượu hợp cẩn đã bị cho thuốc mê. Thuốc mê? Tướng công trại chủ đừng lo lắng, chút thuốc mê này không hạ được lão đại chúng ta đâu. Chỉ khiến cô ấy hơi say, tim đập nhanh, hưng phấn mà thôi. Thảo nào, ta đã nói mà, mặc dù cô ấy xuất thân nhân gian nhưng cũng không tới mức như vậy. Chỉ là suốt cuộc là ai chứ? Tay áo cô bẩn rồi. Tướng công trại chủ, tướng công trại chủ, gọi thư đồng tư dịch của ta tới, hỏi hắn lấy một bát canh giải rượu. Được. Diệu ca ca, Diệu ca ca, Thanh Nhu cơ thể có chút không khỏe, mong là Diệu ca ca đưa ta tới thiên phòng nghỉ ngơi đi. Sắc trời đã tối, tiệc cưới hôm nay cũng đã kết thúc rồi. Chắc hẳn lát nữa Nhạc đại nhân có thể đưa cô về phủ nghỉ ngơi. Hơn nữa, cô còn là cô gái chưa xuất giá, qua đêm ở đây khó trách người ta dị nghị. Rõ ràng là huynh biết muội thích huynh, vì sao huynh còn lấy cô gái khác làm thê tử? Muội đã biết cả rồi. Cô gái đó nói năng cẩn trọng. Vậy ít nhất tối nay huynh có thể ở bên muội không? Muội biết hai người sớm muộn gì cũng hòa ly, muội có thể chờ huynh. Hôm nay là ngày đại hôn của ta, lát nữa đương nhiên là phải quay về phủ ở bên phu nhân. Ta đã biết rồi. Cô đã làm gì trong lòng cô tự rõ. Ai? Xin lỗi nhé Hoàng Phủ Diệu, ta không biết là chàng. Ta quên mất bây giờ mình đã ở phủ tướng quân rồi. Cái tính cách của nàng cũng phải sửa đi. Phủ tướng quân không kém bạch sa trại của nàng. Ở đây khắp nơi phòng bị nghiêm ngặt, sẽ không có người tập kích. Vậy thì chàng cũng phải cho ta chút thời gian thích ứng chứ. Ta khuyên chàng đấy, đừng có yêu cầu lắm như vậy. Dù sao chúng ta cũng là dịp gặp thì chơi. Chàng mang đồ ăn ngon cho ta sao? Không ngờ chàng cũng chu đáo đấy. Nếu nàng đã biết gặp dịp thì chơi, thì chúng ta lập ra quy tắc đi. Sau này ngày lẻ ta ngủ giường, ngày chẳng nàng ngủ giường. Các chỗ trong phủ nàng tùy ý ra vào. Nhưng lúc ta ở thư phòng, nàng không có gì gấp, tốt nhất đừng tới làm phiền ta. Còn một điều này, nàng đã gả vào nhà hoàng phủ rồi, thì nên tuân thủ quy tắc gia giế lớn nhỏ, địa vị cao thấp với huynh tẩu và phụ thân. Chàng xong chưa vậy? Sao lắm điều như bà múa vậy chứ? Suốt cuộc thì chàng là tân nương hay ta là tân nương?
Ta chỉ nói với nàng việc nên biết thôi. Việc ta nên biết chỉ có một việc. Làm vị thiếu phu nhân của chàng mỗi tháng bao nhiêu ngân lượng? Lục Quyến Di nàng, lẽ nào nhà hoàng phủ ta còn bớt phần ăn mặc cho nàng sao? Vậy chẳng phải xong rồi sao? Hết việc rồi đi ngủ sớm đi. Hôm nay ngày chẳng nàng ngủ giường, ta ra gian ngoài. Sao con người chàng e thẹn như tiểu cô nương vậy? Chắc không phải chàng cảm thấy ta đối với chàng, ta còn không thấy ngại. Chàng thấy ngại cái gì? Ta không thích có người bên cạnh ngủ cùng. Còn nói nữa ta đánh chàng đấy. Lục Quyến Nhi, con người ta ưu điểm không nhiều, nói lời giữ lời là một trong số đó. Ta khuyên chàng ngoan ngoãn ngủ ở đây cho ta, đừng có mà nói mấy cái đạo lý tam cư ngủ thường với ta. Lục Quyến Nhi nàng, lão đại vừa rồi có, chàng có theo không? Hoàng Phủ Diệu, một đại tỷ mặc sức đẹp đưa ta quyển tiền biếu cho cô, nói là bảo cô ghi sổ sách. Ghi sổ sách? Ta tổn thọ rồi đấy. Tay này của ta cầm đao thì được, cầm bút không được. Ghi sổ sách cũng thực sự là một việc mà nàng bắt buộc phải biết làm. Này này, hai người tiếp tục đi. Một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Đại Quyển, ngươi đừng có đi mà. Ngươi nói ta biết ghi thế nào đi. Ta dạy nàng. Hoàng Phủ Diệu, chàng đừng có mất kiên nhẫn đó. Ta dốt đặt cán mai chuyện đọc sách viết chữ. Vậy nàng biết viết tên mình không? Bạch Dân Phượng. Ta là nói Lục Quyển Nhi, cái này cha không có dạy. Phim được thuyết minh bởi Bango TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Nếu đã nhận rõ tên của các quà tặng này thì lần lượt điền vào trong sổ sách. Lục Quyển Nhi, Lục Quyển Nhi, giờ Mão vừa qua, lão gia đã rời phủ tới quân doanh. Nói là quân vụ bận rộn, gần đây không thể thoát ra được. Miễn lễ tiết gặp tân nương. Nhà võ tướng vốn không chú trọng mấy lễ nghi rườm rà này. Tuy là nói như vậy, nhưng người đời đều nhìn ra được, lão gia chính là không để tâm tới hôn sự của công tử. Công tử, người phong thái, người trời, sòng phượng trong loài người, lại bị ép buộc cưới một nữ sơn tặc. Thực sự là đáng giận. Tên cầm đầu sơn tặc đó, tôi qua không cưỡng ép gì người chứ. Hoàng Phủ Diệu, chàng có là người không vậy? Tối qua dày dò bà cả đêm, cuối cùng còn không chịu đỡ lên giường. Dù gì chúng ta cũng là phu thê, chút tình nghĩa này cũng không có. Là tập giết cả nửa đêm. Còn nữa, ta nói rồi, ta không thích bên cạnh có người ngủ cùng. Là người đã thành thân rồi còn xấu hổ vậy làm gì? Nhị thiếu phu nhân, người đã gả vào phủ tướng quân rồi thì nên sửa đổi tính thổ phỉ này đi, tránh đi người ta nhìn ra manh mối gây thêm rắc rối. Cả ngày ta bị nhốt ở đây không bước chân ra khỏi cửa, ta có thể gây rắc rối gì? Hơn nữa, chờ kết thúc vụ làm ăn này, ta còn phải về Bạch Sa trại. Nếu như không có tính thổ phỉ, làm sao áp chế được đám huynh đệ? Nàng còn định quay về Bạch Sa trại, làm sao? Chà không nỡ xa ta sao? Dạ yên tâm đi, Bạch Dân Phượng ta
Không phải, Lục Quý Nhi ta tuyệt đối không phải kiểu người chơi đùa rồi dứt bỏ. Đến lúc đó đưa chàng về trại làm áp trại phu quân, bảo các huynh đệ cung kính chàng, tuyệt đối không để chàng phải chịu chút thiệt thòi nào. Nàng không biết Bạch Sa trại sớm đã bị quét sạch phá bỏ sao? Không còn tồn tại nữa. Đáng chết, lão già đó lại dám lừa ta. Lão đại, người ta chỉ đồng ý thả các huynh đệ ra, không nói là không phá trại. Ngươi, tiểu tử thối, ngươi đứng bên nào vậy? Vậy chúng ta phải làm sao? Lão có thể phá, ta không dựng lại được sao? Chờ kỳ hạn tới, ta sẽ hòa ly với Hoàng Phủ Diệu, quay về dựng lại trại. Chúng ta bây giờ trong túi không đủ 3 đồng tiền, làm sao mà dựng lại trại? Không sao, thiếu bao nhiêu ngân lượng ta kiếm từ trên người của Hoàng Phủ Diệu. Vẫn là lão đại có cách. Nhưng mà nhìn vào bộ dạng nho nhã của Hoàng Phủ Diệu, không thể dọa hắn được. Phải theo cái hắn thích. Theo cái hắn thích là kiểu gì? Văn nhân mà đều thích cái trò cầm kỳ thi quả. Cầm kỳ thi quả. Tướng công, Nguyễn Nhi vì ngưỡng mộ dung mạo tướng công đã đặc biệt làm một bức họa vì tướng công, mong rằng tướng công sẽ thích. Vừa nãy người đó là Lục Quyến Nhi. Nhị thiếu phu nhân nhất định là đã nghe vào lời nói sáng nay, bắt đầu đi theo con đường nữ tử danh môn rồi. Công tử, người mau xem tranh. Công tử, cô ấy mắng người là con rùa. Tướng công, bức tranh hồi sáng tướng công chần chừ chưa có hồi đáp, chắc hẳn là không thích. Lần này Quyển Nhi đặc biệt tướng công học được vài chữ, đã viết một bài thơ tình, từng câu từng chữ đều là tâm ý của Quyển Nhi. Đừng ném mà công tử, nhị thiếu phu nhân chắc hẳn biết trước đó mình làm không đúng. Lần này đặc biệt vì người khổ tâm luyện chữ, người ít nhiều gì cũng phải nhìn một lần tâm ý của cô ấy. Thứ gì xứng đôi với nhau nhất, trên trời dưới đất thành một đôi. Con sùa hạt đậu ngắm trúng nhau hơn hẳn mọi thứ trên thế gian. Công tử quay lại mắng người. Lão đại, chẳng phải là nói phải lấy lòng Hoàng Phủ Diệu sao? Sao cô càng ngày càng khiến người ta không thích vậy? Có phải là lần trước vẽ không thỏa đáng lắm không? Cái gì không thỏa đáng? Tròn xoe, vui mừng biết bao. Trước kia chẳng phải người nói là khá đáng yêu sao? Nhưng mà con rùa hạt đậu, đó là nói hai người chúng ta trời sinh một cặp. Không hiểu được có nói linh tinh. Tư dịch chờ đã, cơm canh đang ngon lành tại sao lại mang đi hết vậy? Đây đều là cơm canh công tử đã ăn xong. Ăn xong còn thừa chỗ này sao? Công tử nhà các người không ăn khói lửa nhân gian, định thành tiên à? Đầu bếp trước kia trong phủ nấu nồi lớn trong quân doanh, vị công tử khẩu vị trước giờ cao quý đương nhiên khó mà nuốt nổi. Nếu như khẩu vị không hợp, vậy sao không nói đầu bếp trong phủ? Nói thì có tác dụng gì? Vị công tử ấy nhìn thì như danh tiếng khắp kinh thành, phong quan vô hạn, thực chất thì ở trong phủ tướng quân lấy võ học lập gia này căn bản là chẳng có địa vị gì. Đại ca Hoàng Phủ Mục của hắn cũng không quản à? Dù sao thì sau này người tốt nhất là an phận một chút, đừng làm mấy cái trò thơ họa đó chọc công tử tức giận. Ta chọc nhị công tử tức giận sao? Đại Nguyễn, ta nghĩ ra cách kiếm tiền rồi. Này, nói cái gì? Chẳng phải chàng nói ăn không quen cơm đầu bếp trong phủ nấu sao? Sau này ta nấu cho chàng ăn. Trên thế gian này, Lục Quyển Nhi ta nói mình nấu cơm xếp thứ hai, còn không có ai dám nói mình xếp thứ nhất. Nàng thân là nhị thiếu phu nhân của phủ tướng quân, cả ngày ở trong bếp, hai chẳng phải để người khác chê cười sao? Thê tử nấu cơm cho tướng công của mình có gì khiến người ta chê cười? Như vậy chẳng phải vừa hay chứng minh hai ta cái gì mà
chim bướm, tình cảm sâu đậm. Là chim liền cánh, tình cảm sâu đậm. Sao đột nhiên lại muốn nấu cơm cho ta? Ta chẳng phải là thấy chàng đói gầy cả đi rồi sao? Chàng xem cái eo nhỏ của chàng gầy thành cái gì rồi? Trời ơi, khiến người ta xót xa quá. Y phục cũng mặc không chặt. Nàng đang lo cho ta sao? Tướng công nhà mình, ta không thương thì ai thương? Có điều chàng cũng không thể để ta làm việc không công. Sau này ta nấu cơm cho chàng, bảo đảm chàng ăn no nê. Chàng thì mỗi tháng cho ta tiền công con số này là được. 50 lượng bạc, 50 lượng hoàng kim. Làm càng. Có phải là làm càng hay không? Chàng cho ta 3 ngày thử việc, chàng ăn đồ ta nấu thì biết ngay. Cho dù ta có đói chết cũng kiên quyết không ăn một miếng đồ nàng nấu. Hoàng Phủ Diệu, ta khuyên chàng đừng có nói chắc như vậy. Có ngàn việc, vạn việc thì ăn cơm là việc lớn nhất. Này Lục Uyển Nhi, nàng đi đâu? Trước khi ta dặn dò ngươi thế nào, đó là bảo mã mà ta ngàn dặm xa xôi mua từ chợ hồ về, bắt buộc phải cho ăn thức ăn làm từ cỏ la mới mọc hàng ngày ở thành sơn ngoại thành và cao lương cao cấp, còn cả dược liệu thượng đẳng. Nếu như ngựa cảm thấy không vừa miệng, trong ngày phải thay đổi. Đây, các người nhìn chỗ thức ăn này đi, ngựa của ta mới ăn có vài miếng. Đại công tử thứ tội, tiểu nhân biết sai rồi. Tiểu nhân cũng là nhất thời bận quá nên loạn, quên mất việc thay đổi. Bây giờ sẽ chuẩn bị thức ăn lại, đảm bảo vật cưỡi của đại công tử không bị đói. Hay cho một phủ tướng quân, địa vị của một con ngựa lại có thể cao hơn vị công tử trong phủ. Như vậy mà truyền ra ngoài, há chẳng phải khiến người ta chê cười nhà hoàng phủ các người không có trên dưới, không có giáo dưỡng sao? Lục Uyển Nhi, cô tới đây làm gì? Người hầu của nhị công tử có từng nói với ngươi thức ăn trong phủ nhiều dầu nhiều muối, nhị công tử ăn không quen không? Chuyện này gả cho phủ tướng quân rồi, thực sự cảm thấy mình biến thành phượng hoàng sao? Cũng không nhìn xem mình thân phận gì. Lục Uyển Nhi, ở đây không có chỗ cho cô lên tiếng. Ra ngoài. Không, đã để ta đụng trúng thì hôm nay ta phải làm cho rõ ràng vì sao vật cưỡi của đại ca có thể ăn thức ăn vừa miệng mà hoàng phủ Diệu thân là nhị công tử trong phủ lại bị nhà bếp thờ ơ như vậy. Nói cái gì mà thờ ơ nhị đệ? Ta và phụ thân thường ngày ở trong phủ đều là dùng đầu bếp này. Làm sao đây? Lẽ nào thân phận của nhị đệ còn cao quý hơn cả phụ thân sao? Đều là thức ăn nấu từ một đầu bếp, chúng ta ăn được, nó lại ăn không được sao? Đại ca, cái này là tự huynh nói nhé. Ta nói đấy. Đã đàn bà này, sức lực ở đâu mà lớn như vậy? Lục Uyển Nhi, ta chưa xong với cô đâu. Nhà bếp ồn ào gì vậy? Đang làm gì vậy? Tướng công, cô không đi bắt ả đàn bà điên đó cho ta dùng gia pháp? Uyển Nhi vừa mới gả vào nhà hoàng phủ chưa được mấy ngày, e là không hay đâu. Đến nàng cũng dám ngỗ ngược với ta. Thiếp không dám. Tiểu thời, mau đi bắt Lục Uyển Nhi. Một mình nó làm sao đủ, gọi thêm vài người. Không hay rồi, vậy công tử bao quản đi. Sao vậy? Vị thiếu phu nhân không biết đã làm gì, chọc đại công tử nổi trận lôi đình. Bây giờ đang điều động thị vệ toàn phủ dây bắt vị thiếu phu nhân. Lục Uyển Nhi, có bản lĩnh thì xuống đây. Có bản lĩnh thì đừng lên đây. Cô nói cái gì chứ? Quân trưởng, nhị đệ, đây chính là thê tử để cưới hỏi đàng hoàng. Một á đàn bà điên sống sờ sờ, một lời không hợp thì trèo lên tường, sao cũng không chịu xuống. Một lời không hợp. Nhưng sao đệ cảm thấy Quyển Nhi hình như bị người khác ép trèo tường vậy? Đệ nói là ý gì? Quân trưởng, Quyển Nhi là tân đương mới vào cửa phủ tướng quân. Nếu như bị người khác biết được mới vào cửa được vài ngày đã bị quân trưởng và tẩu tẩu sai thì dễ dọa lên, phải trèo lên tường trốn. E là quân trưởng và tẩu tẩu đều bị đặt cho cái danh người ác chèn ép em dâu. Rõ ràng là á đàn bà điên đầy gây chuyện trước, á ta lại có thể. Tướng công ơi, một người đàn bà yếu đuối sức trói gà không chặt như thiếp, sao mà dám đấu với võ tướng như đại ca chứ?
Tướng công nhất định phải đòi lại công đạo cho thiếp chứ tướng công. À, đàn bà điên này, đừng có nói lời bị đặt. Nếu dù Nguyễn Nhi nói lời nào không thực, huynh trưởng vì sao không trực tiếp vạch trần? Vừa nãy suốt cuộc là nàng ấy đã nói gì? Cô ta chính là nói lời đụng chạm ta. Nguyễn Nhi suy cho cùng là thê tử phụ thân chỉ định cho đệ. Nếu nào có chỗ nào bất kính, đệ thay cô ấy nhận lỗi với huynh trưởng. Nể mặt phụ thân, tha cho cô ấy lần này có được không? Đúng vậy tướng công, lần này tha thứ cho em dâu đi. Mụ ấy gia cảnh bình dân, nói năng không được thỏa đáng, săn dậy vài lần là được, cần gì phải cáu giận như vậy. Hôm nay tạm thời tha cho Lục Nguyễn Nhi cô. Cô cẩn thận cho ta, đừng để ta bắt được sơ hở gì. Giải tán hết đi. Người đều đi cả rồi, còn không chịu xuống đây. Coi như chàng có lương tâm, còn biết qua đây giúp ta giải dây. Cẩn thận. Hoàng Phủ Diệu, ngươi không hay rồi. Nhị thiếu phu nhân đè gãy tay nhị công tử rồi. Tướng công, đừng có mặt mũi như có tang vậy, ta còn chưa có chết. Hôm nay đa tạ chàng nhé. Nếu không vì chàng cứu ta, bây giờ người nằm ở đây e rằng chính là ta. Cho nên ta đặc biệt làm mấy món ăn vặt đặc sản quê nhà ta. Chàng yên tâm đi, lần này không lấy tiền của chàng đâu, là ta đặc biệt làm để xin lỗi chàng. Nàng cảm thấy ta còn có thể dùng tay cầm ăn sao? Thế nào? Có phải ngon tới độ không nói nên lời không? Không ngờ chứ gì, Lục Nguyễn Nhi ta chính là tài nghệ nấu nướng đệ nhất thiên hạ đấy. Quả thực khó mà tưởng tượng được, một kẻ làm sơn tặc như ta lại có tài nghệ nấu nướng cỡ này. Sao chàng kích động tới mặt đỏ lên như vậy? Không sao không sao, chàng ăn từ từ thôi. Ta đút thêm cho chàng. Sao vậy nhị công tử? Sao vậy? Người cho nhị công tử ăn gì? Món ăn vặt đặc sản quê ta, bánh hạnh nhân. Công tử bị dị ứng hạnh nhân, ăn vào sẽ chết người đấy. Cái gì? Cứu giới! Nhị thiếu phu nhân hạ độc giết nhị công tử rồi. Hạ độc giết cái đầu của ngươi.